Chào mừng đại gia đình mua nhà đã đến với kênh YouTube Nhà đất Bá Hực bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với bộ tứ siêu đẳng tại trục đường Thống Nhất thuộc phường 16 quận Gò Vấp nha. Một bộ tứ nhà đẹp, hẻm thông xe hơi tại trục đường Thống Nhất thuộc phường 16 quận Gò Vấp và gần với ngã ba đường Thống Nhất và đường Nguyễn Văn Lượng nha, sát bên với siêu thị Lotte Mart. Bộ tứ nhà đẹp, giá bán với giá là 9 tỷ 700 triệu đồng, hướng chính là hướng Tây Bắc, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha. Một bộ tứ rất đẹp, rất là sang luôn nha quý vị. Đây, 4 căn nhà phố hiện đại, 1 căn lứng xuôi và 3 căn lứng ngược thì cũng hơi giống giống nhau nha anh chị. Sẽ quay một căn lứng ngược và một căn lứng xuôi cho chị tham khảo. Và đây là mặt tiền này, mặt tiền thì làm theo kiểu hiện đại, được ốp nhựa và trang trí lan can bằng inox, kính cường lực. Mặt tiền cũng rất đẹp nha anh chị. Đấy. Con đường trước nhà thì rộng tầm 6m đường thông, sát với trục đường chính Thống Nhất, cách khoảng tầm 15-20m thôi. Và đường xe hơi đậu trước nhà thoải mái nha. Con đường 6m rất đẹp, rất là sang. Một khu nhà rất tuyệt vời. Giá bán là 9 tỷ 700 triệu đồng một căn. Đường thông hết nha anh chị. Đây. Và chúng ta sẽ đến với căn nhà ngoài cùng nha. Diện tích thì đều đồng đều, ngang 4m2, sâu 16m, thiết kế một trệt một lửng và 3 lầu. Giá bán thì cũng đều nhau, 9 tỷ 700 triệu, vẫn còn thương lượng. Có một lớp cổng sắt và một bộ cửa nhôm sinh pha làm sát nhau ở phía ngoài. Khoảng sân thì được tầm 1m hơn, 1m2 gì đấy. Phía trong đây là khu vực gara ô tô. Gara ô tô thì cực kỳ dài luôn, ốp sàn gạch 80 và tường được ốp gạch cao lên hết tường, có trần thạch cao này. Nhà này thì căn 1, 2 thì cùng một chủ, căn 3 khác chủ, căn 4 khác chủ. Thì căn 1, 2, 4 là căn lứng ngược, nó cũng na ná nhau nên em sẽ quay một căn lứng ngược thôi. Và một căn lứng xuôi thì lát em sẽ quay gửi tới anh chị luôn. Giá đồng giá và diện tích đồng nhau. Nhà nào cũng có cửa sổ ra phía sau, cực kỳ thoáng luôn. Khu vực phòng khách thì chúng ta có bộ sofa kèm với tivi 65 inch, tường được dán giấy, dán tường và tranh ảnh, có đèn chùm thạch cao. Thiết kế lứng ngược rất đẹp nha anh chị. Nhà thì nằm sát với siêu thị Lotte. Ta di chuyển về sân bay mất 5 phút đồng hồ thôi. Ta có khoảng tầm 80 phần đất ở phía sau, trừ làm khoảng trồng cây cho chúng ta chỗ cửa rất là thoáng nha chị. 80 phần đất ở sau. Con hẻm thông, hẻm 6m nha mọi người. Và nhà thì trang trí rất đẹp, rất là sang trọng luôn. Cùng em di chuyển lên phía trên tầng lửng. Cầu thang thì ốp đá trắng sứ và chạy đèn led. Ta được sử dụng tay vịn gỗ sồi và kính cường lực. Đây, cùng em di chuyển lên tầng lửng nha. Tầng lửng thì chúng ta sẽ được trang trí một bộ sofa. Trang trí một bộ sofa và một bộ bàn ăn phía bên trong. Thiết kế phòng ăn bên trong và phòng khách phía bên ngoài. Đấy, hai tặng hai sofa luôn, tặng lại tủ lạnh hai ngăn này, bếp điện từ, lò vi sóng, lò nướng và bộ xoong nồi. Chúng ta có tủ sẽ là tủ gỗ ăn cường và gạch ở đây thì ốp cao lên hết tường, rất là sạch sẽ luôn. Ở khu vực tầng lửng thì chủ nhà có đúc khoảng ban công cho nhà mình trồng cây nha. Ban công đường trước cho nhà mình trồng cây. Đấy, có cửa giúp sofa ra ngoài. Đầy đủ nội thất hết rồi, full nội thất phải tầm cả tỷ đồng. Giá bán là 9 tỷ 700 triệu và chúng ta chỉ việc xách vali về ở thôi. Anh chị cô chú nào quan tâm đến bộ tứ siêu đẳng nhà phố này thì hãy gọi ngay về tới Nhà đất Bá Hưng nha. Chúng ta sở hữu ngay bộ tứ nhà đẹp này. Nhà rất đẹp, rất sang rồi, hướng Tây Bắc nha chị. Hướng Tây bây giờ cũng rất là hiếm nhà. Cùng em di chuyển lên khu vực
phòng ngủ ở trên nha. Phòng ngủ thì chúng ta sẽ được ốp sàn gạch giả gỗ ốp chéo và được tặng đại giường 1m8 kèm với nệm, máy lạnh, tủ gỗ tường, cái tivi, full nội thất hết luôn. Anh chị chỉ việc về ở thôi. Nhà thì rất đầy đủ nội thất cho anh chị rồi. Ban công đúc 1m2, cửa chụp sofa và lan can là inox kính cường lực, có trồng cây xanh nha. Nhà nằm sát với đường chính thống nhất. Khu nhà thì đường thông rất đẹp, rất cao cấp. Đường hẻm 6m nha anh chị. Máy lạnh, capper hết luôn. Phòng tắm thì ốp gạch cao lên hết tường này, bồn cầu khối, có vách thăm kính đầy đủ. Phía sau đây là khu vực phòng ngủ số 2. Phòng này thì có cửa sổ nha anh chị. Phòng này có cửa sổ luôn. Và máy lạnh cũng 4 phòng thì đầy đủ nội thất hết luôn. Chúng ta chỉ việc xách vali về ở thôi. Đã đầy đủ hết nội thất rồi. Và cùng em di chuyển lên phía trên. Cầu thang ốp đá trắng hết nha. 4 phòng thì full nội thất hết luôn. Trên này thì cũng được làm giống như bên dưới nha chị. Đây, cũng giống y đúc. Toàn bộ máy lạnh capper, có 5 cái máy lạnh, 4 giường nệm, tủ quần áo, kệ tivi, 2 sofa, 1 tivi 65 inch. Lên trên thì chúng ta sẽ có phòng thờ, sân thượng trước sau và phòng sông hơi khô. Đây là phòng thờ của nhà mình này. Khoảng sân thượng trước cho chúng ta trồng cây và ngồi thư giãn ngoài này. Nhà mình hướng Tây Bắc nha anh chị. Đây, khoảng sân thượng rất rộng, rất thoáng luôn. Được treo đèn kết hoa và trồng cây xanh làm khung đầy đủ rồi. Nhà thì nằm sát với đường, thuận tiện cho anh chị mua ở làm văn phòng công ty, kinh doanh mua bán mỹ phẩm online. Phía sau thì chúng ta có phòng sông hơi khô và đã được lợp mái rồi. Đây, có phòng sông hơi khô nha. Sau thì đã được lợp mái hết luôn, tặng lại máy giặt luôn. Vậy anh chị về chỉ việc đeo quần áo về ở thôi. Có cầu thang cho chúng ta di chuyển lên trên. Nhà thì rất đẹp, rất là cao cấp, rất là sang trọng rồi. Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.